Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào một cuộc chiến mới với COVID-19, được đánh giá là phức tạp, căng thẳng, khi mỗi ngày ghi nhận đến hàng chục ca bệnh mới, thậm chí có người đã tử vong vì bệnh lý nền nặng với nhiễm COVID-19. Theo đánh giá của các chuyên gia, đợt dịch lần này phức tạp hơn lần trước bởi dịch bùng phát tại Đà Nẵng ngay trong cao điểm mùa du lịch. Tại thời điểm phát hiện ra những bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thì Đà Nẵng đã có tới hàng chục nghìn khách đang tham quan và du lịch tại đây. Số lượng người này đến từ rất nhiều các tỉnh thành trong cả nước. Vì thế mà nguy cơ càng cao, số khách du lịch sau đó đều phải khai báo y tế, được xét nghiệm và nhiều người thì đã có ý thức tự cách ly để tránh việc lây lan trong cộng đồng. Thực tế thì cũng đã có nhiều khu dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa vì COVID-19, cuộc sống bị đảo lộn, công việc bị ảnh hưởng, nhịp sống của nhiều người như vậy mà chậm lại một nhịp. Và đối với những người cách ly thì họ nên làm gì để thích nghi với một cuộc sống rất khác? Đây chính là nội dung trong cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa, chuyên gia tâm lý. Trước hết xin được cảm ơn Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, như chúng ta đang nói về câu chuyện mùa dịch. Vậy thì ở đây thưa bà, theo bà thì với những cái việc mà đảo lộn trong cuộc sống của người dân hiện nay thì bà có những cái đánh giá và nhìn nhận như thế nào? Vâng, như là chúng ta đã thấy thì thực ra thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những cái biến động. Luôn luôn là một cái sự chuyển động không ngừng, sự thay đổi. Chỉ có điều là có những cái mà sự kiện nó xảy ra quá lớn, nó gọi là những biến cố. Thì chúng ta cần phải có những cái chuẩn bị tâm thế tốt hơn cho những cái sự thay đổi ấy. Còn bản thân mỗi cá nhân chúng ta thì thường nó cũng có những cái thích nghi xã hội, thích nghi với sự thay đổi. Nhưng mà đứng trước một cái sự thay đổi lớn thì chúng ta cần phải chuẩn bị tốt hơn. Thế thì với cái dịch lần này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đã trải qua cái lần thứ nhất về cái việc của chúng ta phải thực hiện giãn cách xã hội. Cho nên là từ cái lần đó đến bây giờ, thực ra tôi thấy rằng là xã hội chúng ta vẫn đang nằm trong cái tâm thế là tâm thế luôn luôn sẵn sàng để chống dịch và luôn luôn sẵn sàng để thực hiện những cái yêu cầu về mặt y tế để đảm bảo có thể chống dịch tốt nhất. Dạ. Thế chính vì thế thì đợt dịch thứ hai này đến thì tôi nghĩ rằng là về mặt tâm thế thì mọi người cũng đã rất là nhanh chóng để có thể thực hiện được những cái chỉ đạo của nhà nước về giãn cách xã hội. Vâng, tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải nói ở đây vẫn có một cái sự xáo trộn nhất định đúng không ạ? Vậy thì theo bà, cái người dân sẽ phải làm thế nào khi mà ở trong cái diện mình phải cách ly, cái sự thay đổi như thế chúng ta cân bằng được cái cuộc sống của chúng ta một cách nhanh chóng nhất? Vâng, thực ra là chúng ta cũng đang bước từ cái phần mà gọi là cuộc sống bình thường, xong chúng ta lại bị cách ly, sau đó chúng ta lại vừa bước ra cách ly để có một cái cuộc sống vừa mới bình thường được 99 ngày. Như là thì giai đoạn 2 mà chúng ta đúng rồi. Nói. Và bây giờ thì chúng ta lại bước vào cái giai đoạn tiếp theo. Thực ra tôi nghĩ rằng là những người mà hiện nay đang ở trong những khu phải cách ly, những khu bị cách ly và những người đang ở trong những cái nơi cách ly của bệnh viện hay là của Bộ Y tế, thì tôi nghĩ rằng là những người này họ cũng đã ở một cái tâm thế là họ cũng thực hiện tốt cái chỉ đạo của nhà nước để mình thực hiện tốt cách ly. Còn tôi nghĩ rằng là nếu khi chúng ta ở trong những vùng cách ly ấy, hãy chuẩn bị tâm lý tốt nhất để mình có thể là vui vẻ thực hiện và với một cái năng lượng tích cực, tránh đi những cái nỗi niềm quá lo lắng, quá lo âu hoặc là quá buồn rầu, để rồi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chính cái quá trình mà chúng ta đang chữa trị. Thế chính vì thế thì tôi mong là tất cả những ai mà đang ở trong cái khu cách ly thì hãy có cái tâm lý vững vàng nhất, vẫn đầy năng lượng nhất để chúng ta có thể nhanh chóng vượt qua được chính cái căn bệnh, nếu như mà mình phải mang virus và nếu như mình đang chờ đợi thì nó cũng sẽ tích cực hơn để mình có cái cơ thể khỏe mạnh và chống chọi được với virus. Dạ vâng, tôi cũng rất là đồng ý với quan điểm của bà. Ở đây thì cái nguồn năng lượng tích cực nó sẽ cho mọi người thêm được cái sinh lực, cái động lực, cũng như là sẽ có được những cái tư tưởng tốt hơn để mà chống chọi bệnh tật, để mà đón những cái công việc mới đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng, và ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói với bà rằng là có rất là nhiều người thì nghĩ rằng khi mà họ cách ly như vậy cũng là lúc để họ sống chậm lại, cũng là lúc mà họ có những cái thói quen mà có lẽ rằng lâu lắm rồi cái cuộc sống, cái guồng quay ở công việc cuốn họ đi, thì không biết điều này có đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng hoàn toàn đúng ạ. Thực ra là có những người cũng nói đùa là rất là cảm ơn thời gian vừa rồi làm cho họ có thể tĩnh tâm trở lại. Khi mà cuộc sống trước đây thì quá ồ ạt, quá nhanh chóng, quá nhanh đi. Và để rồi người ta không còn kịp cảm, kịp nghĩ nữa về những gì xung quanh mình. Cho nên thời gian vừa rồi cũng là cái thời gian mà giúp họ sẽ cảm nhận nhiều hơn nữa về những gì xung quanh, về giá trị của nó. Và đồng thời họ cũng cảm thấy cái giá trị của chính bản thân mình, cảm về cái cuộc sống sẽ tốt hơn.
ý nghĩa hơn. Dạ vâng. Thời gian gần đây thì chúng tôi cũng thấy rằng trong cái mùa dịch Covid lần thứ nhất đấy ạ, thì có những cái fanpage, những cái nhóm là cái nhóm yêu bếp hay là nghiện nhà, và cũng nhiên các bà mẹ, các ông bố rất là yêu thích cái trang đó và đưa lên rất nhiều những cái thông tin, và bỗng nhiên cái trang đấy trở thành một cái niềm yêu thích của mọi người. Và có quan tâm đến điều đó không ạ? Có, cá nhân tôi thì cũng có nào có tích cực không ạ? Có vào cái trang đấy luôn luôn dõi theo và luôn luôn xem. Tất nhiên là tôi thì cái nghiện bếp ấy thì nó cũng không phải là, bởi vì tôi không phải làm bếp nhiều, bởi vì tôi phải viết lách nhiều. Dạ. Thế nhưng mà cái trang nghiện nhà chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng là cái phần đó là phần tôi cũng rất hay thích thú, và tôi thấy nó ảnh hưởng cực kỳ tích cực luôn. Bởi vì là khi mà vào sẵn trang đó thì tôi thấy rằng là dường như suy từ mình và những người xung quanh tôi rất là gần gũi, thì dường như họ bắt đầu quan tâm đến căn nhà của mình hơn, muốn làm đẹp cho cái từng cái góc ngóc ngách của căn nhà, và rồi để họ chụp, rồi họ lại đưa lên để họ tham gia vào cái trang đó. Và đồng thời là khi mà mình nhìn thấy những người khác trang hoàng này, họ có lọ hoa đẹp, có cái bình hoa đẹp, thế là mình cũng muốn có nó, và mình cũng quay trở lại để mình có thể trang trí ngôi nhà mình một cách đẹp hơn và thay đổi giống nhiều như là hơn. Chúng ta theo nhau những cái tinh thần rất đúng là rồi. Tốt đấy. Và cái đấy học nhau rất là tốt ạ. Cái đấy học nhau rất là tốt. Có những mẹ thì không bao giờ làm bánh, không bao giờ cắm hoa, bỗng nhiên thì cũng theo cái phong trào đó đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng ạ. Và tự dưng là trở thành một người đề ra nội trợ. Dạ vâng ạ. Bên cạnh đó thì cũng có những cái trường hợp khi mà trong cái giai đoạn cách ly thì cũng lại đối mặt với những cái suy nghĩ, những cái trạng thái tiêu cực, những cái điều đó thì sẽ làm cách nào để mà tháo gỡ thưa bà? Thực ra đúng là cuộc sống mà, cho nên là nó cũng có thể nào cũng có trường hợp nọ, trường hợp kia. Dạ. Thế nhưng mà tôi cũng hy vọng là cái trường hợp mà âm tính ý, thì nó là một cái tỷ lệ nhỏ thôi. Khi mà chúng ta thực hiện cách ly suốt ngày ở nhà với nhau thì nó cũng có những câu chuyện mà của những người khi ở nhau nhiều quá thì cũng hay sinh chuyện, và rồi cũng có thể to tiếng, rồi cũng có thể sinh ra chuyện này chuyện kia. Hoặc là khi ở nhà nhiều quá, có những người đã không biết tự tích cực hóa bản thân mình, không biết tìm những cái hoạt động hoặc những công việc để lấy đi cái thời gian nhàm chán, rồi họ có thể rơi vào những cái trạng thái buồn rầu hoặc là lo âu, vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là cũng có thể có những cái trường hợp như vậy, cũng đáng tiếc. Và tôi chỉ mong là trong cái đợt này, và cũng chưa biết được là nó có bao giờ thì hết, thì mọi người hãy sẵn sàng với những cái sự giãn cách xã hội và chuẩn bị tâm thế tốt nhất, và hãy cố gắng là khoan dung, hãy cố gắng là bao dung, hãy cố gắng là chia sẻ với những người xung quanh mình, để mình không phải vì cái thời gian bên nhau quá nhiều để rồi chúng ta lại nó lại trở thành một cái điểm tiêu cực đối với mối quan hệ. Thì cái đấy là cái mà chúng ta nên tránh. Và những cá nhân thì có thể là hãy tích cực hóa bản thân mình bằng các hoạt động, bằng những việc làm, bằng những cái kế hoạch cá nhân, bằng những sự hoàn thiện, hoặc là theo những cái sở thích nào đó, để chúng ta có một cái thời gian hiệu quả và hữu ích nhất cho bản thân. Dạ vâng ạ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng xóa khỏi những cái suy nghĩ, những cái định kiến và kỳ thị những người mà nghi và lây nhiễm Covid đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn Tiến sĩ Đinh Thị Kim Thoa với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.